Công ty Đài Loan phản ứng với cáo buộc cung cấp chip cho quân đội Trung Quốc. Hai người Hoa nghi làm gián điệp cho Trung Quốc bị kết tội rửa tiền ở Đài Loan. Đài Loan tập trận với người thật vào tháng 7. Tàu thu thập thông tin Trung Quốc xuất hiện ở biển Lan Dữ. Quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ đang trải qua những điều chỉnh lớn. Ủng hộ Liên minh trà sữa, Twitter trêu người Trung Quốc. Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ quên thống nhất Đài Loan? Tin eo biển Đài Loan mới nhất ngày 9 tháng 4. Công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã phủ nhận thông tin trong một bài báo của Washington Post cho rằng các sản phẩm của họ đã có mặt trong hệ thống vũ khí Trung Quốc. Tờ báo cáo của Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng một công ty Trung Quốc có tên là Phytium Technology đã sử dụng phần mềm của Mỹ và chip của Đài Loan để thực hiện nghiên cứu cho các dự án quân đội Trung Quốc PLA. Công ty đã tham gia vào việc phát triển tên lửa siêu thanh chỉ có thể nhận dạng được từ không gian và có thể bắn trúng các tàu và căn cứ ở Thái Bình Dương trong vòng vài phút. Công ty Đài Loan TSMC nói với tờ báo rằng họ tôn trọng luật pháp và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời không hề biết về bất kỳ sản phẩm nào của công ty dành cho mục đích quân sự. Một công ty Đài Loan khác, iChip, có chức năng trung gian giữa TSMC và Phytium, cho biết tập đoàn Trung Quốc đã ký một thỏa thuận nhấn mạnh rằng những con chip này không được sử dụng cho quân sự tờ Washington Post dẫn lời Âu Tích Phú, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết, chip TSMC đã có mặt trong các mặt hàng quân sự của Mỹ và Trung Quốc, và các công ty tư nhân thường chỉ coi trọng lợi ích trong hoạt động kinh doanh, chứ không phải an ninh quốc gia. Và một công ty quốc gia nhỏ như Đài Loan thiếu đòn bẩy và ý chí ban hành lệnh cấm xuất khẩu. Ông Âu nói, và mô tả cách tiếp cận của nước này đối với các doanh nghiệp tư nhân là tương đối lỏng lẻo với nhiều kẽ hở. TSMC không có khả năng từ chối kinh doanh với FITIUM, trừ khi các lệnh trừng phạt được ban hành đối với công ty Trung Quốc, bài báo của Hoa Post cho biết. Hai người đứng đầu một công ty Hồng Kông có liên quan tới quân sự Trung Quốc đã bị ngăn cản rời khỏi Đài Loan kể từ khi họ bị cáo buộc vào năm 2019 vì âm mưu làm tình báo cho Trung Quốc, đã bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố tội rửa tiền hôm thứ Năm ngày 8 tháng 4. Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đổi mới Trung Quốc Hướng Tâm và vợ, thành viên hội đồng quản trị Cung Thanh, ban đầu bị các nhân viên cục điều tra bắt giữ tại sân bay quốc tế Đảo Viên vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Việc bắt giữ họ diễn ra sau khi Vương Lập Cường, một điệp viên Trung Quốc tự xưng đang xin tị nạn ở Úc, cho biết công ty mà anh từng làm việc là bình phong cho những nỗ lực của tình báo Trung Quốc nhằm vào phong trào dân chủ ở Hồng Kông và bầu cử ở Đài Loan. Mặc dù hướng và cung đã được thả vài ngày sau khi bị bắt nhưng kể từ đó họ đã bị cấm rời khỏi Đài Loan trong khi chờ điều tra thêm về các cáo buộc. Hôm thứ năm, văn phòng công tố quận Đài Bắc đã đệ trình các cáo buộc đầu tiên đối với cặp đôi này vì tội rửa tiền, đồng thời chỉ ra rằng họ vẫn đang bị điều tra vì vi phạm đạo luật an ninh quốc gia của Đài Loan. Theo cáo trạng, hướng trước đây từng giữ các chức vụ tại một số cơ quan nhà nước Trung Quốc, bao gồm ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng và từng là giám đốc điều hành của China Innovation Investment và là một công ty khác, China Chen Holding LTD, sau khi có hộ chiếu Hồng Kông vào năm 1993. Còn Cung trước đây từng là biên tập viên nghệ thuật tại một tạp chí quân sự trực thuộc công ty công nghệ và công nghiệp quốc phòng. Năm 2016, các công tố viên cho biết một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Thượng Hải, của Thai Investment Holding, đã trả lương cho hướng 7,71 triệu USD để hỗ trợ việc mua cổ phần sở hữu tại hai công ty niêm yết tại Hồng Kông do ông đứng đầu. Như một phần của nỗ lực sắp nhập ngược, của Thai cuối cùng đã mua cổ phần trị giá 203 triệu đô la Hồng Kông trong hai công ty mà họ dự định chuyển thành công ty con và sử dụng để rửa tiền từ một vụ lừa đảo đầu tư lớn mà nó đã được thực hiện ở Trung Quốc. Cuộc tập trận Hán Quang số 37 của Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc dự định trong tháng 4 năm nay sẽ tiến hành diễn tập theo kiểu mô hình kép mô phỏng quân sự. Đến tháng 7 sẽ tiến hành diễn tập với người thật. Theo Bộ Quốc phòng nước này, vào ngày 7 tháng 4, cuộc tập trận Hán Quang số 37 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7. Trọng tâm diễn tập bao gồm thực hiện bảo tồn năng lực tác chiến lực, phát huy năng lực tác chiến một cách hiệu quả, tăng cường kiểm soát chung trên biển, chặn đứng kẻ địch từ ngoài lãnh thổ, nâng cao năng lực phòng hộ bảo vệ lãnh thổ, chặn đứng sự xâm nhập của quân địch, tích hợp sức mạnh toàn dân, chi viện các tác chiến quân sự, khởi động cơ chế sẵn sàng chi viện đảm bảo khống chế kiểm soát hiệu quả. Vào tháng 1 vừa rồi, Trung Quốc thông qua luật hải cảnh, theo đó cho phép các tàu của cảnh sát biển Trung Quốc được sử dụng vũ khí. Tới tháng 3, Đài Loan và Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ về thành lập tiểu ban công tác tuần tra biển để đẩy mạnh hợp tác về tuần tra biển. Còn trong nội dung tác chiến chung trên biển thuộc cuộc tập trận Hán Quang lần này sẽ xếp cơ quan tuần tra biển của Đài Loan vào đối tượng tiến hành thao diễn tác chiến chung trên biển. Trưởng phòng tác chiến thuộc ban kế hoạch tác chiến Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Lâm Văn Hoàng cho biết, lực lượng tuần tra biển được đưa vào quy trình tác chiến của quân đội quốc gia. Chúng tôi sẽ quy hoạch đưa lực lượng tuần tra biển vào các nhiệm vụ diễn tập của quân đội quốc gia, đồng thời phối hợp với các bài kiểm tra được đặt ra để tiến hành diễn tập và tác chiến để đáp ứng được yêu cầu tác chiến phòng vệ. Ngoài ra theo thông báo của Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Trung Sơn của Đài Loan, từ hôm nay đến ngày 9 tháng 4 sẽ có hai đợt bắn đạn pháo theo nghiên cứu Viên đã về hưu của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Trung Sơn Phán đoán. Đó có thể là tên lửa Thunder 2000 mở rộng tầm bắn. Ngoài ra, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 sẽ có 3 đợt khác nhau thử bắn đạn tên lửa. Phán đoán là tên lửa mở rộng tầm bắn ATBM Thiên Không 3 để phối hợp với đợt cấp tập phóng tên lửa và bắn đạn tên lửa từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 4. Phía quân đội cũng cử máy bay không người lái Abacors để thu nhập các thông số trên không. Trong khi đó, tàu thu thập thông tin tình báo của giải phóng quân Trung Quốc, hay còn gọi là tàu do thám điện tử năm nay, cũng lần đầu tiên xuất hiện tại vùng biển ở khu vực đảo Lan Dữ. Theo thông tin của quân đội Đài Loan, vào lúc hơn 5 giờ sáng ngày 7 tháng 4, theo thông tin của quân đội Đài Loan, vào lúc hơn 5 giờ sáng ngày 7 tháng 4, tàu thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc xuất hiện ở vị trí hải lý số 36, về phía tây nam của đảo Lan Dữ, chạy rồi về hướng nam, hiện đang được lực lượng hải quân Đài Loan giám sát sát sao. Theo người của phía quân đội phán đoán, con tàu thu thập thông tin này có thể là tàu do thám điện tử của hạm đội Nam Hải thuộc giải phóng quân Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Sử Thuận Văn cho biết, Bộ Quốc phòng đều nắm bắt rất sát sao tình hình vùng trời, vùng biển liên quan cũng như hoạt động của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc hiện nay đều trong tình trạng bình thường. Ngoài ra, sáng sớm ngày 6 tháng 4, tàu hộ vệ tên lửa vận thành của Trung Quốc cũng xuất phát từ vị trí hải lý số 70 về phía đông đảo Lan Dữ và sau đó di chuyển về hướng bắc rồi thoát khỏi tầm giám sát của quân đội quốc gia Trung Hoa Dân Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp hôm thứ Năm ngày 8 tháng 4 đã phát biểu về những thay đổi đang diễn ra trong quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ. Tại một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Lập pháp viện, nhà lập pháp quốc dân đảng Trần Dĩ Tín đã hỏi ông Ngô rằng liệu những hạn chế đối với việc các chính trị gia cấp cao của Đài Loan đến thăm Washington có điều chỉnh hay không. Ngoại trưởng nói rằng, mặc dù đây không phải là tiêu chí để trao đổi, nhưng không có nghĩa là không có quan chức cấp cao nào có thể đến thăm thủ đô Hoa Kỳ. Theo Liberty Times, nếu một chuyến thăm như vậy là cần thiết, ông Ngô cho biết họ sẽ đấu tranh để biến nó thành hiện thực. Ông nói thêm rằng, do một số sự cố diễn ra vào năm 2015, Mỹ đã thay đổi các quy tắc đối với Đài Loan. Ông đề cập rằng quan hệ vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lớn. Ông Ngô nói rằng, các hạn chế đối với trao đổi song phương được coi là không thuận lợi đang được điều chỉnh theo những cách thực tế. Ông cũng tuyên bố rằng, các nhà ngoại giao Đài Loan và Mỹ ở nước ngoài có thể tham gia các hoạt động cùng nhau hoặc gặp gỡ tại các đại sứ quán và nhà riêng của nhau. Ông nói, tôi tin rằng những điều này sẽ nằm trong các tiêu chuẩn tiếp xúc mới. Nhà lập pháp La Chí Trinh của Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP đã hỏi ông Ngô rằng liệu các nhà ngoại giao Đài Loan và Mỹ đã gặp trực tiếp hay chỉ thiết lập liên hệ ở nước thứ ba sau khi chính quyền Trump gỡ bỏ các hạn chế. Ngoại trưởng nói rằng một số ít là các chuyến thăm xã giao, nhưng hầu hết là các cuộc gặp thảo luận về cách tăng cường hợp tác Đài Loan-Hoa Kỳ ở nước thứ ba. Trong khi đó, nhà lập pháp DPP Vương Định Vũ lưu ý trong cuộc họp rằng, thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gặp tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào tháng trước và hai nước có thể sẽ phát hành một phiên bản dân chủ của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, trong đó có thể tập trung vào vấn đề Đài Loan. Đáp lại, ông Ngô nói rằng, Đài Loan và Mỹ có các nền tảng thảo luận gần gũi và thân thiện, ngoài việc ký kết khuôn khổ hợp tác tài chính cơ sở hạ tầng và xây dựng thị trường Đài Loan Hoa Kỳ, các tổ chức thảo luận với Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ DFC đã diễn ra rất thân mật. Thứ tư đã ủng hộ Liên minh Trà Sữa, tên một liên minh của các phong trào dân chủ ở Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan và các nơi khác ở châu Á. Thách thức Trung Quốc vào thời điểm Bắc Kinh đang trừng phạt các công ty phương Tây vì bình luận về những gì họ coi là vấn đề nội bộ. Nền tảng truyền thông xã hội này hôm qua ngày 8 tháng 4 đã hiển thị nổi bật cờ của Đài Loan, Hồng Kông, Myanmar và Thái Lan. Trong khi công bố một biểu tượng cảm xúc để ủng hộ những người ủng hộ dân chủ ở những nơi mà trong vài năm qua đã chứng kiến các cuộc biểu tình, lịch sử và chia sẻ tình yêu với món đồ uống đại diện cho nước mình. Biểu tượng cảm xúc sẽ tự động hiển thị khi người dùng đăng hashtag Multi Liên minh trà sữa. Twitter cho biết hashtag này được đăng trên 11 triệu lần kể từ năm ngoái, mặc dù công ty nhận được phần lớn doanh thu từ Mỹ và bị cấm ở Trung Quốc cùng với Facebook và Google. Châu Á được coi là khu vực tăng trưởng của công ty. Những gã khổng lồ Internet của Mỹ kiếm được doanh tu từ quảng cáo thông qua các công ty và tổ chức Trung Quốc muốn tiếp cận khán giả toàn cầu. Các quan chức Trung Quốc cũng càng ngày càng sử dụng Twitter nhiều để chống lại những lời chỉ trích về một loạt các chủ đề, từ việc loại bỏ phong trào dân chủ của Hồng Kông cho đến cáo buộc lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Twitter gắn nhãn các tài khoản đó là các tổ chức chính phủ. và tháng 1, họ đã sử dụng chính sách chống lại sự hủy hoại nhân tính, để khóa tài khoản chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington sau một bài đăng bảo vệ các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương. Tháng trước, Bắc Kinh ủng hộ tẩy chay các nhà bán lẻ quần áo trong bối cảnh gia tăng chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực sản xuất bông vải ở Tân Cương, nơi các nhà quan sát quốc tế lo ngại về vi phạm nhân quyền, bao gồm cả trại giam và lao động cưỡng bức. Liên minh trà sữa là những người ủng hộ dân chủ trẻ tuổi, hiểu biết về kỹ thuật số trên khắp châu Á Họ đã chia sẻ các chiến thuật để tổ chức và duy trì các phong trào dân chủ và biểu tình tại quê nhà, đồng thời cố gắng đảm bảo rằng những người biểu tình và những người tổ chức biết cách tránh bị nhận dạng hoặc bắt giữ. Sau tình trạng bất ổn kéo dài ở Hồng Kông vào năm 2019, một số người ủng hộ dân chủ ở đây đã lên tiếng ủng hộ các phong trào dân chủ khác, đầu tiên là những người biểu tình Thái Lan thách thức chế độ quân chủ của đất nước và sau đó là những người biểu tình Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Nhà vận động dân chủ Hồng Kông, Hoàng Chi Phong Người đang ngồi tù và phải đối mặt với nhiều cáo buộc đã nói rằng, Liên minh công chỉ được thành lập với sự tức giận đối với các chính sách của Trung Quốc với Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương, mà còn về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên khắp châu Á. Twitter hôm qua cũng lên tiếng phản đối việc các chính phủ kiểm duyệt internet hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào mạng không dây, một chiến thuật đang được chính phủ quân sự Myanmar triển khai. Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng quấy rối và âm mưu chiếm lấy Đài Loan. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ quên thống nhất Đài Loan, ngay cả khi phải dùng đến vũ lực? Trong bài viết này, tác giả Vương Hữu Quân đã phân tích những nguyên nhân đằng sau việc Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng hành động ở eo biển Đài Loan. Thứ nhất, Đài Loan là bệnh tim của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1921 dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Liên Xô, tiền thân của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Cộng hòa Xô viết Trung Hoa, được Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập trên lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 1931 khi Nhật Bản xâm lược ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc và đất nước lâm vào khủng hoảng. Mục tiêu trực tiếp của việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc là lật đổ chế độ hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc. Từ năm 1921 đến năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu cố gắng làm điều này thông qua những biện pháp vô đạo đức. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền từ năm 1949 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhấn mạnh chính quyền đến từ nòng súng. Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt sức mạnh quân sự ở vị trí quan trọng nhất và nhiều lần nói về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội. Nói cách khác, giữa nòng súng và dư luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng nòng súng hơn. Trong suốt 71 năm cầm quyền, quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đến từ sự ủy quyền và ủng hộ của người dân, mà đều đến từ bạo lực. Do đó, cho đến thời điểm hiện tại, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa từng được hợp pháp hóa. Trung Quốc, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cái tên ấy, theo ông Vương Hữu Quân, là một sự dối trá. Bởi lẽ, tổ tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là tổ tiên của dân tộc Trung Quốc, mà là Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa ở phương Tây. Cội nguồn lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là văn hóa truyền thống của Trung Quốc 5.000 năm, mà là tuyên ngôn do Marx đưa ra cách đây 173 năm. Do đó, theo ông Vương, Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho đất nước Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, không sợ hãi và không bị truy nã của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong suốt 71 năm. Vì thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc mà là cưỡi trên 1,4 tỷ dân Trung Quốc như một sự bàn phước độc đoán. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lật đổ Trung Hoa Dân Quốc trên vùng đất đại lục, nhưng Trung Hoa Dân Quốc không chết mà đã chuyển sang đảo Đài Loan. Quốc tỷ của Trung Hoa Dân Quốc tượng trưng cho chế độ pháp lý, hợp pháp và vinh quang của Trung Quốc vẫn còn được lưu truyền ở Đài Loan. Do đó, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói, Đài Loan là cái gai trong mắt của họ. Thứ hai, sự thúc đẩy từ thất bại trong chính sách Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1980. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đề xuất khái niệm một quốc gia hai chế độ để giải quyết vấn đề Đài Loan sau khi anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7, 1997. Đặng Tiểu Bình đã đề xuất thực hiện một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông. Đây dường như là một bản xem trước cho việc thống nhất Đài Loan trong tương lai với chính sách một quốc gia hai chế độ. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đề xuất kế hoạch một quốc gia hai chế độ để thống nhất Đài Loan. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2019, Hồng Kông đã nổ ra phong trào chống lại chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa từng có trong lịch sử. Kể từ ngày 12 tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục leo thang bạo lực đàn áp Hồng Kông. Hồng Kông nhanh chóng trở thành một thành phố mà trong đó cảnh sát có quyền lực tối cao và một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông chỉ còn lại trên danh nghĩa. Những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông đã gây nên sự tổn thương rất lớn đến những người dân ở Đài Loan. Vì vậy, hầu hết mọi người ở Đài Loan đều không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ. Năm 2021, Đài Loan đã tổ chức 4 cuộc bỏ phiếu dân chủ. Lần đầu tiên là bầu cử tổng thống, lần thứ hai là cuộc bầu cử lập pháp, lần thứ ba là cách thức thị trưởng Cao Hùng và lần thứ tư là cuộc bầu cử thị trưởng mới của Cao Hùng. Trong 4 lần bỏ phiếu dân chủ này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm mọi cách để can thiệp. Tuy nhiên, thái độ của các ứng cử viên đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc lại trở thành cơ sở quan trọng nhất để cử tri Đài Loan lựa chọn. Bà Thái Anh Văn, người của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP, phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được số phiếu cao và tái đắc cử Tổng thống tiếp theo của Đài Loan. Đồng thời, DPP lần nữa trở thành đảng đa số trong Hội đồng Lập pháp ông Trần Kỳ Mại, thành viên của DPP phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trường cao hùng. Ông Hàn Quốc Du, người của quốc dân đảng dưới sự trợ giúp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống, sau đó cũng bị người dân cao hùng bãi miễn các cuộc tấn công văn hóa và đe dọa quân sự của đảng cộng sản trung quốc chống lại đài loan đều thất bại theo đó kế hoạch một quốc gia hai chế độ nhằm thống nhất đài loan của đảng cộng sản trung quốc cũng bị phá sản điều này khiến cho đảng cộng sản trung quốc vô cùng khó chịu khi đài loan vẫn còn ung dung tự tại ở đó sau khi đảng cộng sản trung quốc giành được hồng kông đài loan sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ nhưng đài loan không phải là một đài loan biệt lập mà là một đài loan chia sẻ những giá trị phổ quát với các nước tư bản trên toàn thế giới Đài Loan là một vùng đất tự do dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, có một vị trí chiến lược quan trọng trên chuỗi đảo, có thể phòng thủ trước sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể lật đổ Đài Loan. Thứ ba, sự cần thiết phải chuyển rời các mâu thuẫn trong nước. Ngoài những xung đột phải giải quyết với nước ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn và khủng hoảng trong nước. Năm nay cũng vừa tròn đánh dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 100 năm qua. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một chế độ tham nhũng lớn nhất thế giới. Đặng Lỗ Diên, con trai cả của Đặng Khắc Minh, cựu phó tư lệnh quân khu Phúc Châu, đã đăng một bài báo vào năm 2015, nói rằng tham nhũng trong quân đội là rất nghiêm trọng. Về mặt thu tiền, nó sẽ chỉ tối hơn, bạo lực hơn và tràn lan hơn cả những quan chức tham nhũng của chính quyền địa phương. Tháng 1, 2013, ông Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng. Đến năm 2021, hơn 510 quan chức cao cấp từ cấp phó tỉnh trở lên đã bị điều tra và xử lý, trong đó có hơn 160 tướng quân đội. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lật đổ Trung Hoa Dân Quốc, họ luôn lo lắng sẽ có người lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa nắm được súng, đã thi hành tam quyền, tức là độc chiếm quyền lực, độc quyền kinh tế và độc chiếm sự thật. Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông đã đưa ra khẩu hiệu để một số người làm giàu trước. Vậy thì một số người này là ai? họ chính là con của các cán bộ cao cấp trong đảng. Khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông đã đưa ra khẩu hiệu làm giàu trong im lặng. Ông cùng con trai là Giang Miên Thành đứng đầu, vừa làm quan vừa làm kinh tế. Sự chuyên chế độc tài của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến những mâu thuẫn khác nhau trong xã hội Trung Quốc trở nên vô cùng gay gắt. Do đó, để giảm bớt căng thẳng trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng đặc quyền độc chiếm sự thật khi nói rằng có những người đang ở Đài Loan đang tham gia vào âm mưu Đài Loan độc lập. Chính quyền Trung Quốc phải bảo vệ chủ quyền quốc gia Toàn vẹn lãnh thổ và an ninh đất nước và việc thống nhất Đài Loan là biểu hiện của lòng yêu nước. Tuy nhiên, sự đàn áp toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đài Loan sẽ khiến 23 triệu người dân Đài Loan ngày càng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tin neo biển Đài Loan của TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.